trái, quả trái em ơi. Này hả? Quả trái xíu. Mệt quá, mệt quá hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi, vô, vô, đúng rồi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Ây da, trời ơi. Hay quá em ơi. Thế không, thế không. Ơi. Đó, chỉ em, chỉ em. Bịch, xuống, xuống xíu, xuống xíu. Ba kêu tụi con. Như à? Dạ. Ba, sao ba? Ba hiểu chứ. Dạ, dạ, nửa đêm rồi. Dạ. Đúng, ba hiểu, ba trải qua nhiều cuộc sống, ba hiểu chứ. Dạ, con biết rồi, ba khó ngủ phải không ba? Để ngày mai con mua trà cho ba uống cho ba dễ ngủ nha ba. Không. Bây giờ con đưa thuốc ngủ ba uống, ba vẫn tỉnh được con ạ. Chết rồi, với ba là ba bệnh nặng lắm rồi đó ba. Chết rồi, cái này chắc là do một cái tác nhân gì đó nó hại ba nên ba mới bị mất ngủ như vậy đúng không ba? Đúng là vậy. Dạ. Thôi để ngày mai con cho ba đi gặp bác sĩ nha. Không không, không có bác sĩ nào chữa bệnh này được cho ba đâu. Chết rồi, vì ba bị gì ba nói con nghe với coi. Bây giờ vậy, hai vợ chồng con. Dạ. Ủa thằng kia đâu? Đi tắm chứ đi đâu chồng? Đi tắm chứ để ra mồ hôi mồ kê không ra ba cười chết. Khuya rồi mà 8 giờ này bệnh chết nha con. Ba, đổ mồ hôi giờ nào thì đi tắm giờ đó chứ ba làm sao vậy trời. Bây giờ ba xin phép vô câu chuyện luôn. Dạ. Thay mặt cho thằng chồng con nghe rồi con truyền tải cho nó. Dạ. Con với chồng con là cũng mới cưới được 1-2 tuần nay. Trời ơi, ba, thiệt sự luôn á. Hàng xóm ai cũng nói á, chồng con mà cưới được con là phước ba đời nhà ba đó. Ừ. Dạ. Thì kiểu mà có cô dâu quý đó ba. Ừ, quý lắm con. Thì ba cũng hiểu chứ. Dạ. Làm sao ba không hiểu, ba cũng đã từng trẻ rồi. Ba giờ ba già chứ ba đã từng trẻ. Dạ. Ba hiểu. Nhưng mà con có hiểu cho ba không? Bây giờ ba nói cái gì con chưa kịp hiểu. Ba cũng già. Con biết ba già mà, chứ ba trẻ bằng con, kêu ba bằng bạn rồi. Ở trong nhà mà tự nhiên cái có ông ba mà bằng tuổi mình. Trời trời gì mà quan đường vậy ba, đâu có được. Ông lẽ giờ kêu mày. Không có được, phải không? Ai mà vậy? Ý của ba là ba đã già. Má. Má trên bàn thờ con biết mà. Đó, má. Ngày nào cũng thắp nhang hết. Má Thần Phát cũng chết mấy chục năm rồi. Dạ. Ba cũng ở một mình vậy, ba nuôi nó tới giờ. Con biết mà, sao mà má chết sớm xui ghê ha. Đúng. Bất hạnh, nhiều khi tại vì cưới ba. Không, ý không phải, ý con là con kiểu như mà Cái số chứ không phải là tại cưới ba, phần số ba xui. Ừ. Dạ. Rồi, thôi coi như chuyện nó bỏ qua. Dạ. Thì đó, ba nói là ba già. Dạ. Tụi con thì mới cưới má, tụi con là... Má. Má của má. Dạ. Là chết lắm. Dạ, nãy giờ ba nói ý này rồi. Thì đó, dạ. Ý ba là... mình ở chung một nhà là khi mà con với thằng bác cưới là ba muốn xây một cái nhà... Nhà khang trang, nhà gạch tường khang trang.
Dạ con xin lỗi ba, con xin lỗi ba. Thật sự lúc mà con với ảnh đến nhau, con nói con về nhà con thấy cái nhà nó rơm rạ như vậy, thấy vách nứa vậy con tội nghiệp lắm. Con nói anh phải đi làm kiếm thiệt là nhiều tiền, hai vợ chồng mình xây cho ba cái nhà thiệt nó bự như cái biệt thự, để ba đi tới đi lui. Ý ba không phải vậy. Ý ba là cái nhà mình là cái nhà tranh. Dạ. Bằng vách. Đốt cái là cháy, con biết mà. Con biết mà nên hả? Không ai đốt. Ý ba là cái nhà mình là nhà tranh với bằng vách. Dạ. Thì có khi có những sự va chạm. Đúng rồi ba ơi, con nói bữa hổm nha, tao nói mưa lớn một cái con sợ sập nhà. Ba ơi mà con nói bảo mà tới một cái là nhà không còn một cái gì con lo lắm. Không phải, ý của ba là cái nhà yếu tối á, ban đêm á. Dạ. Mình ngủ thì cái nhà mình nhà tranh là vách bằng nứa tre rồi thì Đúng rồi. Cái đó mới là hay đó. Cái đó mới là hay á. Tối mà ngủ mà gió nó xào xạc, trời ơi, êm dễ ngủ. Thì đó. Trời ơi, con thích nghe tiếng dế kêu đâu ngoài. Trời ơi, nó êm tai, cuộc sống nó bình yên. Bởi vậy con nói với ba hả, cái nhà như vậy là ha. Nhưng mà mai mốt con hứa với ba con làm cái nhà chắc chắn hơn là ba sướng luôn. Thì đó, mai mốt thì cái chuyện là mình xây nhà là chuyện đương nhiên. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì con giao nghe ba dặn. Dạ. Mình là con gái. Hiểu không? Nó chồng con gái. Thì đó, mình con gái có chồng. Dạ. Ba thì ba ở một mình. Con biết mà. Thì đó. Ba tính đi bước nữa hả? Con nói thẳng nghe. Ý của ba là con gái mới lấy chồng. Dạ. Ở nhà chung với ông già chồng. Dạ. Hiểu không? Không biết rồi. Nhiệm vụ của một người con dâu mà hiếu thảo mà về nhà chồng mà ba một mình như vậy thì con phải quyết định đi tìm một cái người nào đó phù hợp với ba. Con làm mai cho ba. Rồi nói từ nãy giờ nó không hiểu luôn cái gì hết trơn. Ý ba là ba già rồi. Con biết rồi. Má chết lâu rồi. Con biết luôn. Nhà tranh vách nứa. Dạ. Ngủ một mình giữa đêm khuya. Con biết rồi thì phải có người chăm sóc, phải có một người phụ nữ. Mày vô mày kêu chồng mày đây cho tao. Đi vô kêu chồng mày đây. Gì ba? Anh. Tự nhiên nửa đêm cái. Tự nhiên cái ba kêu em ra. Ba má chết rồi, ba lớn tuổi em. Cái gì vậy? Gì ba? Dắt cái bàn té. Gì nửa đêm rồi tự nhiên cái kêu ngủ dậy vậy? Mày có thương ba không? Trời ơi, nhà có hai cha con à, không thương ba thương ai? Thương chứ. Tình cha ấm áp như vần thái dương. Anh hay hát vậy đó, anh hay hát vậy đó ba. Gì ba? Mày có đi khám sức khỏe cho vợ mày trước khi mày cưới không vậy? Tôi thấy nó tảnh tảnh sao á. Ôi, tại nãy hai vợ chồng mới tăng lực xíu. Uống nước tăng lực. Bây giờ ba nói cho nghe, ba thì đã già rồi. Dạ. Má con thì chết mấy chục năm rồi. Dạ. Nhà mình thì nhà tranh vách nứa. Tụi con thì ngủ ở trong phòng, ba thì ngủ phía trước. Thì con biết giữa đêm khuya rồi tụi con ba nằm ngoài này thì hãy hiểu cho ba. À, giờ là ba muốn vô nằm chung với vợ chồng tụi con phải không? Mày đi hả mày? Chứ là muốn sao? Ý là ở ngoài này ba đã già, má con thì chết lâu rồi. Dạ. Nhà mình nhà tranh vách nữa, ba nằm chõng tre, tụi con ở trong kia, rồi nhà nó rung rẩy rồi, âm thanh nhiều quá làm ba nó khó chịu, ngủ không có được. À. Hiểu không? Ba, ý ba nói cái vụ đó gì? Thì mày, tao biết mày đàn ông, nhưng mà mày tế nhị, hiểu không? Sao mà tế nhị được ba? Hồi xưa ba cũng có rần rần mới có con mà. Nhà có ông già, cái gì cũng phải nó tế nhị chút xíu. Hiểu chưa? Có cần gì thì nói, tao qua nhà ông chính tao ngủ ké. Giờ con nói nè, ba ngủ ba cứ tưởng tượng như mấy con heo nó kêu đi, kệ nó. Mày nói chuyện mày nãy giờ mày không hiểu gì, cái tâm lý nó thuộc về mày, còn mày hiểu tâm lý thuộc về ba. Ý là ba chịu không nổi không? Sao mày hay nói thẳng vấn đề vậy? Chứ bây giờ là... Cái đó là cái nề nếp sinh sống. Hả? Cần thiết thì nói ba à, ba rảnh ba đi chơi đi ba, thì tao qua nhà ông chính tao ngủ. Ủa vậy không được đâu. Sao không được? Không, ngày nào ba cũng qua bển luôn á, chứ ngày nào tụi con cũng... Nó phải điều độ với ba. Con vợ nó không hiểu một, thằng chồng nó không hiểu mười luôn á. Vậy giờ ba muốn sao ba nói đi chứ. Tụi con kêu vợ ba ra đây.
ở đây thì gần xịt đây rồi, ba nằm đây giờ biết sao rồi em. Mặt dễ thương ghê. Chú quỷ giỡn da chú quỷ đau không chết thì ba tự nhiên cái nghe mặt con vậy nè. Thơ quá rồi. Ê dạ gì ba, vợ chồng hay giỡn vậy mà. Giỡn thôi ba, rồi đừng có nóng nữa. Nghĩ mệt quá đừng chọc ba nữa, nói thiệt cho ba nghe coi. Thôi biết ba chọc, biết ba là quạo quá. Ừ quạo, ba quạo hả? Quạo xấu quá. Ba quạo hả? Quạo xấu quạo gì đâu, thì mấy đứa trẻ nó á gì đâu quá. Nãy giờ á ổng bị nhức cái lưng hả, hồi chiều khiên giùm cái bà Năm bên cạnh cái tủ lạnh mới đem về, bị nhức cái lưng. Cái lưng hả? Cái không đấm bóp vết thôi cho con vô nè, đây được không, đây được không? Chứ tụi con biết ba nằm ngoài đây mà. Với lại á, thiệt sự thì ba nói nãy giờ con hiểu hết, nhưng mà tại vì không biết nói chuyện ba làm sao. Hai đứa con hổm gài cũng có tính là nhà mình còn cái miếng giường ở phía sau nè. Tụi con tính làm thêm cái gian bếp, cái gian phòng ở phía sau. Cái gian phòng nghe sang cái trái nhà phía sau đi. Xây thêm cái trái nhà phía sau. Dạ. Tại vì là cưới nhau vài tuần là cũng thấy vấn đề rồi, cũng để dành tiền rồi tính được xây rồi hai vợ chồng mình ra sao ở. Dạ. Để ba ở đây với mẹ nè rồi mình chạy qua chạy lại rồi đó ba. Xin lỗi hai đứa. Ba xin lỗi hai đứa là ba không đủ tiền để làm một cái nhà nhỏ cho tụi con trước khi tụi con lấy nhau. Không, ba đừng có nói vậy. Vậy. Tại vì á, ba á, cái tuổi này là ba chỉ an dưỡng tuổi già thôi. Nhà mình không có tiền thiệt, nhưng mà con quan trọng á là mọi người trong nhà hiểu nhau. Ba đừng có thấy con cười không. Tính mắc cười vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Với lại mai mốt á. Dạ. Ban đêm con bớt cừ lại. Con làm ba giật mình hoài. Ở nhà mình hạnh phúc vui. Cái nết của vợ con vậy không có nhiều khi cười vậy thôi chứ không có mắc cười gì đâu. Rồi tối ngủ nó cười hoài mình làm sao nó hết. Ý là mình lấy khăn gói đồ đó mình cứ kèn vô là bé nó ủa ổng lấy gói kèn con ngọt thở mà vợ mà ra cười. Kiểu bị nó hơi tảnh tảnh đó ba, nhưng mà rất là ok nha ba. Nói chứ rồi tụi con á, đáng lẽ là tính là nuôi bầy heo, nhưng mà thôi mình dựng cái nhà đó trước đi. Rồi an cư lạc nghiệp không biết bà. Bà thật ra ba cũng cần được ngủ ngon, tại người già khó ngủ. Đúng. Dạ chứ còn tụi con thấy vậy chứ với lại tinh tế mà đã khó ngủ rồi mà còn hay tưởng tượng nữa con. Ba tưởng tượng gì? Mày hỏi chi mày, sao này mày già mày chưa hiểu. Khi người ta không có gì người ta hãy tưởng tượng xa xôi lắm. Thôi biết rồi, thôi ba yên tâm nha, tụi con là tinh tế. Ừ. Rồi thôi đi ngủ đi. Dạ bây giờ ba ngủ đây nghe ba. Tụi con vô trong ngủ nha. Thôi đi ba ngủ đi. Gán đỡ vài đêm đi, con xây xong cái trái nhà rồi mình ba không định đó ba. Quạo wow, nhắc cái gì đó. Gì đâu ba. Quạo wow, cũng cười hoài vậy. Con trái ổi mà đưa ra ăn hoài còn ăn hoài. Thôi đi ngủ đi. Nằm xuống đi ngủ, ngủ đi. Đó. Rồi ngủ đi nha mấy đứa. Ngủ ngon nha con. Ôi nhộn. Cái gì đâu, cái gì đâu. Cái gì đâu. Ba la nó mệt. Không kệ đi, sao đâu. Ôi ba chửi, ba chửi. Ôi, ông quen rồi. Ôi, mệt quá. Ông quát, mệt. Cũng coi như tiếng dế mà. Ôi, qua nhà cha chính ngủ.